Phiên rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FVNC ngày 20 tháng 3. Và trong bản tin này thì chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị những thông tin nổi bật sau đây. Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ yêu cầu các địa phương ngừng cấp phép dự án nhà ở thương mại trong năm 2014. Tiki và Vinabook cam kết không giảm giá quá 30% đối với sách mới sau khi bị lên tiếng bán phá giá. Nhưng trước hết sẽ là Đà Nẵng bất ngờ trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh sau 2 năm lọt khỏi top 10. Vâng, kính thưa quý vị, sáng nay thì bảng chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hay còn gọi là PCI năm 2013 đã được công bố và Đà Nẵng bất ngờ trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 năm không được lọt vào top 10. Xếp hạng 12 trên 63 tỉnh thành vào năm 2012. Năm 2013, Đà Nẵng xuất sắc quay lại vị trí thứ nhất với trên 66 điểm, đứng ở nhóm rất tốt. Thừa Thiên Huế cũng ghi dấu ấn lớn trong năm nay, xếp thứ hai sau Đà Nẵng. Nhóm nghiên cứu BCI thừa nhận nỗ lực của Thừa Thiên Huế cam kết mạnh mẽ cải thiện điểm số BCI bằng các văn bản chính thức. Quảng Ngãi cũng vươn lên nhóm dẫn đầu với thứ hạng 7 sau nhiều năm chưa bao giờ vượt qua được vị trí thứ 18. Nhóm nghiên cứu BCI nhận định trường hợp Quảng Ngãi cũng giống như Thừa Thiên Huế. Tỉnh này cũng có nhiều cam kết cải thiện chất lượng điều hành của chính quyền tỉnh bằng văn bản cụ thể. Trong khi đó, bảng xếp hạng cũng ghi sự sa sút của một số tỉnh như Bình Dương, từng liên tục nằm ở top trên nhiều năm. Nhưng vài năm trở lại đây, hầu hết các điểm số của Bình Dương liên tục sụt giảm. Ví dụ như chỉ số về chi phí gia nhập thị trường, trong khi thời gian đăng ký doanh nghiệp ở các tỉnh thành khác được rút ngắn trung bình là 10 ngày, thì Bình Dương vẫn là 15 ngày. Theo kết quả bảng báo cáo, điểm tích cực trong bảng xếp hạng BCI năm nay là các trung tâm kinh tế lớn của cả nước đều tăng hạng. Đáng chú ý, hai đầu tàu kinh tế của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có sự chuyển biến khi Hà Nội xếp hạng cạnh tranh năm 2012 nằm gần bét bảng. Năm nay đã từ vị trí 51 vươn lên 33. Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3 hạng, nằm trong top 10 tỉnh và là thành phố có BCI cao nhất cả nước. Vào ngày hôm qua 19 tháng 3, trong báo cáo đánh giá tình hình bất động sản quý 1 năm 2014, thì Bộ Xây dựng đã đề nghị Chính phủ yêu cầu các địa phương ngừng cấp phép đầu tư mới đối với các dự án nhà ở thương mại, các khu đô thị mới trong năm 2014. Tuy nhiên, đối với các trường hợp đặc biệt, các địa phương phải thống nhất ý kiến với Bộ Xây dựng và báo cáo với Thủ tướng để xin ý kiến. Đối với các dự án phát triển nhà ở hay khu đô thị mới đã qua phân loại, nên đưa vào diện tiếp tục triển khai. Báo cáo đánh giá thị trường bất động sản quý 1 năm 2014 đã có những chuyển biến tích cực như số lượng giao dịch đã tăng mạnh, tồn kho giảm và phân khúc giá thấp đang dẫn dắt thị trường. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình giao dịch năm 2014 cũng có dấu hiệu khởi sắc từ đầu năm. Chỉ trong 2 tháng đã có gần 1.000 giao dịch thành công, tương đương cùng kỳ năm 2013. Nhận định về thị trường từ đây đến cuối năm thì Bộ Xây dựng cho rằng thị trường sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh về cơ cấu sản phẩm, tập trung vào phân khúc bình dân với giá bán dưới 20 triệu một mét vuông. Và cũng liên quan đến lĩnh vực bất động sản thì tính đến hết tháng 2 năm 2014, tiến độ giải ngân gói cho vay hỗ trợ mua nhà ở xã hội chỉ mới đạt trên 4%. Và để đẩy nhanh quá trình triển khai gói 30.000 tỷ, thì Bộ Xây dựng đã thống nhất với Ngân hàng Nhà nước đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh thêm các đối tượng và điều kiện được vay. Và đáng chú ý là sẽ mở rộng cho vay đối với các hợp đồng mua nhà ở xã hội đã ký trước ngày 7 tháng 1 năm 2013. Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, sẽ mở rộng cho vay gói 30.000 tỷ đối với các hợp đồng mua nhà ở xã hội ký trước ngày 7 tháng 1 năm 2013 mà chưa thanh toán hết tiền mua nhà theo tiến độ. Mở rộng đối tượng được vay đối với người mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng cả nhà và đất không quá 1,05 tỷ đồng. Các hộ dân ở vùng thường xuyên xảy ra bão lũ, các hộ dân ở đô thị, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có đất ở phù hợp với quy hoạch, gặp khó khăn vì nhà ở sẽ được vay để xây dựng hoặc sửa chữa. Bộ Xây dựng cũng đề xuất kéo dài thời hạn trả nợ từ 10 năm lên 15 năm dành cho khách hàng cá nhân. Đồng thời, ngoài 5 ngân hàng thương mại nhà nước, bổ sung thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước để triển khai gói 30.000 tỷ. Xung quanh cáo buộc hai đơn vị phân phối sách Tiki và Vinabook bán phá giá sách gần 50% những ngày vừa qua, thì sáng nay nhà xuất bản Trẻ đã có buổi làm việc với hai nhà phân phối này và các bên đã đạt được thỏa thuận. Trước tình hình hai nhà sách trực tuyến Tiki và Vinabook đua nhau giảm giá một số đầu sách với mức giảm giá cao hơn cả mức chiết khấu cho đại lý, ngày 20 tháng 3, nhà xuất bản Trẻ đã có buổi làm việc với hai đơn vị này nhằm đưa ra thỏa thuận chung về mức giảm giá, tránh ảnh hưởng đến doanh thu của đôi bên và nhiều đơn vị phân phối khác. Nửa tháng này, Tiki và Vinabook đã đưa ra mức giảm giá sách đến 46% đối với quyển Chúc một ngày tốt lành, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, do nhà xuất bản Trẻ vừa mới phát hành.
Trong khi đó, mức chiết khấu cao nhất của nhà xuất bản trẻ đối với đại lý cấp 1 chỉ là 35%, cộng với mức chiết khấu ưu đãi trong tháng 3 là 10%. Kiểu nào đi nữa thì nếu bán sách giảm giá 46% thì các đại lý cấp 1 cũng vẫn sẽ lỗ. Mình chấp nhận cái việc mà lỗ để mình có thể là lấy lại lòng tin của khách hàng, tại vì dù sao Vinbook cũng đã 10 năm rồi. Nhờ giảm giá, những đầu sách này bán rất chạy. Riêng quyển Chúc một ngày tốt lành, Tiki đã bán được 9.000 quyển chỉ trong 2 tuần. Nhiều ý kiến cho rằng cạnh tranh bằng giá bất chấp lỗ, các nhà sách trực tuyến này đã bán phá giá. Ra thì với cái chương trình tháng 3 sinh nhật của Tiki thì mình có rất là nhiều sản phẩm, không chỉ có sách. Tại vì Tiki là một website thương mại điện tử kinh doanh đa ngành, giảm giá tốt, rồi khuyến mãi, quà tặng. Thì với tách ra một vài cuốn sách mà được giảm giá cao đặc biệt á, thì mình không nghĩ đó là một cái tổng thể có thể nói là phá giá cho được. Ông Nguyễn Minh Nhật, giám đốc nhà xuất bản trẻ cho biết, điều này có thể khiến các đại lý khác gặp khó. Khi mà chiết khấu đến mức cao như vậy và các đơn vị này chịu lỗ, thì nó làm ảnh hưởng đến các đại lý cấp 2, cấp 3. Những đại lý cấp 2, cấp 3 của những đại lý cấp 1 khác sẽ đặt hàng ở tại những cái kênh này. Điều này nó có nguy cơ, nó làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn lâu dài của nhà xuất bản trẻ. Để tránh ảnh hưởng dòng lưu thông sách giữa nhà xuất bản và các đại lý, ba bên đã đi đến thỏa thuận không giảm giá sách quá 30% đối với số đầu sách mà nhà xuất bản trẻ phát hành trong năm 2014. Thỏa thuận chính thức áp dụng từ 18 giờ ngày 21 tháng 3. Kính thưa quý vị, và chuyên mục Mỗi ngày một con số ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số 6. 6 ngày sẽ là khoảng thời gian tối đa để thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam vào năm 2015. Đây là một trong các mục tiêu mà chính phủ vừa đưa ra trong một văn bản vừa ký ngày 18 tháng 3, xoay quanh những giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia so với khu vực. Theo đó, thì các bộ ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ tập trung và đẩy nhanh việc soạn thảo các dự thảo về luật đầu tư và luật doanh nghiệp để đơn giản hóa các quy trình thẩm định cấp giấy phép ngay trong giai đoạn 2014-2015. Hiện tại, xét về mặt thời gian làm thủ tục liên quan đến thuế, xuất nhập khẩu tại Việt Nam vẫn còn cao hơn nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Và như thường lệ, phần thời lượng còn lại của phần 1 bản tin FVNC Việt Nam ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước. Và diễn biến ngày hôm nay thì khá kịch tính thưa quý vị. Và khi mà VN Index đã khởi động khá tốt vào đầu phiên, tuy nhiên giảm điểm mạnh về cuối phiên và đẩy chỉ số này về sát mốc 600 điểm. Mặc dù áp lực chốt lời tăng cao nhưng bên mua vào vẫn chưa hạ nhiệt, đã giúp cho thanh khoản hai sàn tiếp tục duy trì khởi sắc. Chỉ số VN Index bước vào phiên giao dịch với sắc xanh tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, không lâu sau đó, áp lực chốt lời bất ngờ gia tăng nhanh chóng, khiến cho hàng loạt cổ phiếu quay đầu giảm. Trong đó, các cổ phiếu blue chips như Vinamilk, Masan, GAS đều chìm trong sắc đỏ, khiến cho VN Index có lúc lùi sát về mốc 600 điểm vào đầu phiên buổi chiều. Mặc dù thị trường diễn biến dần cọ mạnh, nhưng lực cầu giá đỏ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã giúp cho hoạt động giao dịch tiếp tục sôi động. Mốc 600 điểm có thể được xem là ngưỡng kháng cự mạnh hiện tại của VN Index, đã lập tức bật lên trở lại vào lúc chạm ngưỡng điểm này. Khép phiên, VN Index dừng ở mức 600,26 điểm, thanh khoản toàn sàn duy trì ở mức cao trên 3.700 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm gần 20%. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index khởi sắc ngay từ đầu phiên giao dịch và có lúc tăng vọt lên mốc 90 điểm. Tuy nhiên, mốc điểm này không duy trì được lâu thì bị đảo chiều giảm trở lại trước áp lực bán tăng mạnh của nhà đầu tư. Trái với xu thế giảm của thị trường, lực cầu vẫn không hề ngừng lại khi hoạt động giao dịch tiếp tục ở mức cao. Vào những thời điểm cuối phiên, HNX Index đã kịp thời lấy lại sắc xanh để đóng cửa ở mức 89,7 điểm, tương đương tăng nhẹ 0,03%, giá trị giao dịch đã khá cao trên 1.500 tỷ đồng. Trong phiên ngày hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên hai sàn chứng khoán, trong đó đã bán ròng đến 129 tỷ đồng tại sàn HOSE và khoảng 46 tỷ đồng tại sàn Hà Nội. Và trong phần tiếp theo của bản tin thì chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh cho biết sẽ tiêu hủy gián đất trước ngày mai 21 tháng 3 và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện nuôi trái phép. Tiêu điểm hôm nay là câu chuyện về ngành mía đường tại Việt Nam đang lao đao vì hàng nhập lậu.